Xin chào tất cả mọi người Điều trị bệnh lậu như thế nào và điều trị làm sao cho hiệu quả chính là mối quan tâm lớn nhất của người bệnh Và nếu như ai đang bị lậu mà chưa tìm ra được phương pháp điều trị đúng đắn cho mình thì hãy cùng theo dõi video dưới đây của chúng tôi Bệnh lậu hiện nay là một trong những bệnh xã hội nguy hiểm nhất Bệnh nếu như không điều trị kịp thời sẽ gây ra rất là nhiều biến chứng ảnh hưởng tới sức khỏe thậm chí có thể đe dọa an tính mạng của người bệnh Vậy thì bệnh lậu có chữa được hay không và chữa hết bao nhiêu tiền. Trong video ngày hôm nay, chương trình Sức khỏe 24 giờ sẽ phân tích cụ thể cho mọi người. Vấn đề đầu tiên đó là bệnh lậu có chữa được hay không? Bệnh lậu hình thành do một loại vi khuẩn mang tên tiếng Anh, Neisseria gonorrhoeae. Vi khuẩn này có một tên khác, đó là song cầu khuẩn lậu. Bệnh lậu lây nhiễm qua nhiều con đường, đặc biệt là con đường quan hệ tình dục không an toàn. Bệnh lậu cấp tính phát triển rất là nhanh và nó có thể gây ra nhiều biến chứng nếu như mà không được điều trị sớm, ví dụ như là gây vô sinh, gây viêm bằng quang, gây viêm thận, nếu như bị lậu mắt thì có thể gây mù lòa, lậu họng thì có thể gây ung thư vòng họng và thậm chí có thể đe dọa an tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, nếu như mà khi phát hiện bị nhiễm xong cầu khuẩn lậu thì mọi người không nên quá lo lắng mà nên tìm cho mình được phương pháp điều trị càng sớm càng tốt. Bệnh lậu tuy rằng nguy hiểm nhưng mà có thể điều trị được khỏi hoàn toàn và không tái phát nếu như điều trị đúng thuốc và điều trị tại địa chỉ uy tín. Hiện nay có tất cả hai phương pháp điều trị bệnh lậu cơ bản đó là phương pháp đầu tiên mà chương trình xin nêu đến đó là phác đồ chữa bệnh lậu bằng thuốc. Mà thuốc ở đây chính là thuốc tây. Việc điều trị bệnh lậu bằng thuốc tây nó là một phương pháp điều trị bệnh lậu đơn giản nhất và hiệu quả nhất hiện nay. Các loại thuốc kháng sinh được lựa chọn để điều trị bệnh lậu đều có độ nhạy cảm cao, có thể ức chế được sự phát triển và có thể tiêu diệt được tận gốc vi khuẩn lậu. Bệnh nhân khi mà bị bệnh lậu thì được chỉ định dùng thuốc theo pháp đồ điều trị của Bộ Y tế. Với một số loại kháng sinh cơ bản như là Spectomycin 2g tiêm bắp một liều duy nhất hoặc là thay thế bằng một số loại kháng sinh khác như là Ceftriaxone 250 mg, Cefotaxime 1 g, vân vân. Nhưng mà việc điều trị lậu không hề đơn giản và không chỉ điều trị đơn thuần một loại kháng sinh mà phải điều trị kết hợp nhiều nhóm kháng sinh khác nhau. Bởi vì hiện nay song cầu khuẩn lậu đang kháng thuốc rất là nhiều, cho nên là bệnh nhân cần tuân thủ theo đúng phát đầu điều trị của dược sĩ bác sĩ để có được kết quả điều trị cao. Ngoài ra, đối với những trường hợp phụ nữ mang thai bị lậu, để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển bình thường của thai nhi, thì cần phải lựa chọn cho mình những cái nhóm kháng sinh điều trị an toàn, ví dụ như là nhóm cefalosporin. và hơn nữa cần phải điều trị phát đầu kết hợp thì mới có thể điều trị rất điểm được bệnh lậu. Có một số lưu ý cho bệnh nhân trong quá trình điều trị bệnh như sau. Với bệnh lậu thì cần phải điều trị cho người bệnh và cả bạn tình. Ví dụ như là điều trị cả chồng hay vợ chứ không thể điều trị một mình đơn phương được. Và liều lượng thuốc như thế nào còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh và sức khỏe của người bệnh. Phương pháp thứ hai đó là điều trị bệnh lậu bằng phương pháp DHA. Phương pháp điều trị thứ hai đó là điều trị lậu bằng phương pháp DHA DHA chính là phương pháp điều trị bệnh lậu hiện đại nhất hiện nay, áp dụng được nhiều máy móc tiên tiến, giúp mang lại hiệu quả trong thời gian rất là ngắn. Liệu pháp này ứng dụng hệ thống kiểm tra vi sinh, kết hợp với việc dùng máy quang học miễn dịch, sinh hóa tự động để xác định định lượng mức độ xâm hại và đặc điểm chủng lậu. Từ đó thì các bác sĩ chuyên khoa sẽ dựa vào kết quả đó để tiến hành ức chế trao đổi chuỗi gen tế bào lậu, giúp tiêu diệt vi khuẩn lậu và phục hồi tế bào tổn thương. Đây cũng chính là phương pháp điều trị lậu hiện đại hiện nay Nhưng mà nó có rất là nhiều nhược điểm Mọi người cần cân nhắc kỹ Và một số nhược điểm cơ bản đó là Thứ nhất, chi phí điều trị rất là cao Từ khoảng 2-30 triệu Cho nên là nếu như mà bị lậu thì cũng không phải là ai cũng có điều kiện để áp dụng Thứ hai, phương pháp này nó chỉ có tính chất ức chế vi khuẩn lậu tạm thời Chứ nó không thể điều trị được tận gốc của bệnh lậu Chính vì thế nên là tỷ lệ tái phát rất là cao Chỉ sau 3-5 tháng điều trị thôi ạ à và cái tỷ lệ bệnh nhân tái phát ở phương pháp này đó là 80%. Ngoài vấn đề trên thì chương trình sức khỏe 24 giờ còn hay nhận được một số câu hỏi của mọi người. Ví dụ như là câu hỏi đầu tiên đó là chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền? Về vấn đề chi phí chữa bệnh lậu thì chuyên mục xin trả lời như sau. Theo như là các bác sĩ chuyên khoa để trả lời rõ về vấn đề này thì rất là khó bởi vì chi phí chữa bệnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là mức độ nghiêm trọng của bệnh, và các yếu tố khác như là phương pháp trị liệu, cơ sở y tế vân vân và hơn nữa đối với những đối tượng bị lậu cấp tính ý, thì thời gian điều trị sẽ ngắn hơn những người mắc bệnh mạng tính. do vậy thì chi phí sẽ ít hơn. hiện nay có tất cả hai phương pháp điều trị lậu chính đó là dùng thuốc và liệu pháp DHA. Liệu pháp DHA được đánh giá là mang lại hiệu quả nhanh nhưng mà mức phí rất là đắt và cái hiệu quả của nó mang lại đó là không điều trị rất đẹp được bệnh còn việc điều trị bằng kháng sinh thời gian điều trị sẽ lâu hơn nhưng mà có thể điều trị rất điểm được bệnh mà không bị tái phát hơn nữa chi phí lại rẻ hơn rất là nhiều so với liệu pháp DHA điều trị bệnh lậu bao nhiêu lâu thì khỏi cũng là một cái vấn đề mọi người rất là quan tâm thì thời gian điều trị bệnh lậu nó tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố ví dụ như là mức độ bệnh này sức đề kháng của từng người này liệu pháp chữa trị này và trình độ chuyên môn của bác sĩ hơn nữa là bệnh nhân có phối hợp tốt về với bác sĩ hay không tuy nhiên Thông thường sau khi bác sĩ kết luận là bệnh lậu đã khỏi rồi, người bệnh cũng nên kiêng quan hệ sau 6 tháng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và ngừa vi khuẩn lậu tái phát quay trở lại. Dạ vâng. Theo như là các bác sĩ chuyên khoa, nếu như bệnh lậu được phát hiện kịp thời và điều trị tích cực thì có thể điều trị được hoàn toàn khỏi mà không bị tái phát. Tuy nhiên thì nếu như bệnh lậu đã sang giai đoạn mãn tính thì rất là khó điều trị và vẫn có thể tái phát quay trở lại. Do vậy thì người bệnh nên điều trị sớm ngay sau khi phát hiện ra được triệu chứng của bệnh. Như vậy mọi người có thể thấy rằng bệnh lậu rất là khó điều trị nhưng mà có thể điều trị khỏi hoàn toàn bằng thuốc nếu như phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ. Nhưng mà về cái hiệu quả điều trị như thế nào thì còn tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Cho nên là mọi người cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về căn bệnh xã hội này để phòng ngừa và điều trị kịp thời. Bên trên chính là những chia sẻ rất là bổ ích của chương trình Sức khỏe 24 giờ về phương pháp chữa bệnh lậu. Chương trình mong rằng qua video lần này thì mọi người có thể hiểu thêm được về bệnh và có phương pháp điều trị bệnh sao cho hiệu quả. Mọi thắc mắc mọi người có thể liên hệ về chương trình hoặc có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của bác sĩ 0966 138 230 để được tư vấn bệnh cụ thể. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe video. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu như mọi người thấy hay thì mọi người có thể ấn đăng ký kênh, ấn like kênh và ấn theo dõi kênh.